Kính chào quý vị và các bạn. Chuyên mục khoa học và công nghệ kỳ này, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với sản phẩm vàng, trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Phần cuối của chương trình là mục giới thiệu văn bản. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ đã tăng cường công tác quản lý việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong hoạt động kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ. Từ công tác công bố chất lượng vàng, ghi nhãn hàng hóa, hoạt động thanh kiểm tra trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định thị trường, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Ghi nhận về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã bám sát và thực hiện có hiệu quả các văn bản quản lý về vàng, trang sức mỹ nghệ như Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Thông tư số 22/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 26 tháng 9 năm 2013 quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng, trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Nhu cầu về mua bán vàng, trang sức mỹ nghệ của người dân ngày càng tăng cao, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, do đó ngày càng có nhiều doanh nghiệp, cửa hàng sản xuất kinh doanh vàng trang sức ra đời. Chúng tôi cũng phối hợp với các cái cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm các cái doanh nghiệp mà có dấu hiệu có hành vi vi phạm trong cái lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng trong cái nhóm sản phẩm này. Và song song với cái công tác kiểm tra thì chúng tôi cũng gắn cái hoạt động kiểm tra đó với cái hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật ngay tại các cơ sở mà chúng tôi đến làm việc thanh tra kiểm tra để tăng cường thêm cái hiệu quả của công tác quản lý, nhất là đối với cái việc mà hỗ trợ tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật đối với các cái doanh nghiệp và các cái hộ kinh doanh này. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 116 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, trong đó có 12 doanh nghiệp kinh doanh, 104 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng, 108 doanh nghiệp có sử dụng cân để chế tác kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ. Để tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường, từ năm 2015 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã hướng dẫn 107 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ. Ngoài hoạt động chế tác vàng trang sức, phần lớn các doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh các loại vàng trang sức với nhiều mẫu mã phong phú và đa dạng. Các loại vàng trang sức mỹ nghệ gồm nhẫn khâu, vòng đeo tay, vòng đeo cổ, hoa tai, dây chuyền, tượng, v.v. Hàm lượng và công bố từ 8K đến 24K. Để kinh doanh được vàng bạc thì chúng ta sẽ chấp hành đầu tiên là theo cái Nghị định 24 của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 và Thông tư 16 của Ngân hàng Nhà nước. Và để căn cứ theo cái thông tư và nghị định có cái tiêu chuẩn để quy định cho việc sản xuất tiêu chuẩn vàng thì doanh nghiệp chúng tôi sẽ căn cứ cái tiêu chuẩn 01/2016 để sản xuất các cái mặt hàng vàng đúng tiêu chuẩn của Việt Nam để đảm bảo cho khách hàng tiêu dùng đúng sản phẩm mà mình đã chọn. Đối với thị trường vàng trang sức nói chung và trên địa bàn Quảng Trị nói riêng, sau hơn 5 năm, thông tư số 22/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực và được triển khai, thị trường vàng trang sức đã có những bước chuyển tích cực. Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thường xuyên tập huấn, hội thảo, cũng như cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh vàng thực hiện đúng quy định của pháp luật về xây dựng hồ sơ, thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn hàng hóa, các biện pháp kiểm soát về đo lường. Tính đến ngày 26 tháng 10 năm 2018, có 68 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vàng lưu giữ kết quả kiểm tra, thử nghiệm hàm lượng vàng theo tiêu chuẩn công bố. Phần lớn các doanh nghiệp có hoạt động gia công chế tác vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh đều đã thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định cho các mặt hàng vàng trang sức mỹ nghệ mà doanh nghiệp gia công chế tác, đảm bảo các hợp đồng mua bán, trao đổi với các doanh nghiệp đầu mối cung ứng hàng hóa.
gắn trách nhiệm của doanh nghiệp cung ứng vàng trên thị trường với sản phẩm của mình, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Khi mua các cái sản phẩm vàng thì chúng ta phải, người tiêu dùng phải kiểm tra cái hàm lượng vàng và cái ký hiệu, mã ký hiệu trên cái sản phẩm. Cái mã ký hiệu tức là cái ký hiệu của doanh nghiệp, rồi cái hàm lượng vàng. Hàm lượng vàng tức là cái tuổi vàng được thực hiện thể hiện trên cái sản phẩm là ở ba cái dạng. Thứ nhất là cara, thứ hai là độ tinh khiết tính theo phần nghìn và hàm lượng vàng tính theo phần trăm. Mục tiêu của việc ban hành thông tư số 22 chính là nhằm bảo vệ người tiêu dùng, đảm bảo công khai, minh bạch về đo lường, chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ. Theo thông tư này, sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường phải được công khai, minh bạch về đo lường, được công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn, đóng mã ký hiệu và khối lượng vàng. Cùng với sự tăng cường giám sát, kiểm tra của ngành khoa học công nghệ, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vàng trang sức đã có nhận thức tốt hơn về việc công bố tiêu chuẩn, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa. Sau hơn 2 năm có hiệu lực, người tiêu dùng đã nhận thức được vàng trang sức chỉ có thể đạt các tiêu chuẩn 999, 24K, 10K, 12K, chứ không phải là 999 như nhiều doanh nghiệp vẫn công bố như trước đây. Nhờ đó mà người tiêu dùng được hưởng lợi nhiều hơn. Chúng tôi cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, phải thường xuyên tăng cường cái hoạt động quản lý. Thì chúng tôi sẽ tập trung vào các cái giải pháp sau đây. Cái thứ nhất là tập trung vào giải pháp về tuyên truyền để nâng cao được cái nhận thức của người trực tiếp sản xuất kinh doanh, cũng như là nâng cao được cái ý thức của người tiêu dùng để làm sao từ đó họ nhận biết được những cái điều kiện cơ bản nhất để khi mua một cái sản phẩm mà có giá trị cao như thế, để tránh được các cái trường hợp mà cố tình gian lận trong thương mại về đo lường và chất lượng. Vấn đề thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ để giúp cho các doanh nghiệp thực hiện tốt cái quy định của pháp luật trong lĩnh vực này. Với việc quan tâm, tăng cường chỉ đạo về quản lý tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với sản phẩm vàng, trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa. Từ đó góp phần đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chân chính và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục phổ biến văn bản kỳ này, chúng tôi giới thiệu cùng quý vị và các bạn thông tư 22/2013 ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng, quản lý chất lượng vàng, trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Và quyết định 1550 ngày 15 tháng 6 năm 2014 về đính chính thông tư 22/2013, thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đối với nhà sản xuất vàng, trang sức mỹ nghệ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa, chủ cơ sở phải tự công bố tiêu chuẩn cho vàng, trang sức mỹ nghệ do doanh nghiệp mình sản xuất và đảm bảo sản phẩm hàng hóa sản xuất phải đạt yêu cầu các chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn cơ sở đã xây dựng sau khi công bố. Đối với chủ cơ sở kinh doanh phải yêu cầu nhà sản xuất, nhà phân phối cung cấp photo, hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với từng loại vàng, trang sức mỹ nghệ do mình kinh doanh. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng được lưu trữ tại địa điểm kinh doanh để cung cấp khi có cơ quan có thẩm quyền, người tiêu dùng có yêu cầu. Doanh nghiệp hoặc công ty kinh doanh phải chịu trách nhiệm đối với hàng hóa do mình kinh doanh, đảm bảo đúng những nội dung quy định về nhãn hàng hóa, đảm bảo chất lượng và yêu cầu về đo lường. Chuyên mục Khoa học và Công nghệ do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thực hiện xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình.